bỏ hũ này, bỏ hũ này nha. Ra đây. Trời ơi. Mấy không biết nữa. Để từ từ đi, để xuống đi, đừng có rung. Để đất nó lại. Từ. Nghe mùi gì không? Quay lại. Ừ, để vậy luôn, Rồi. Một thanh nữa nghe. Từ từ nó hiện lên. Chưa có quyết định được, từ từ. Một thanh nữa. Có chút nó hiện lên nữa à. Rồi, để đi yên đi. Mới để chưa đâu. Họ chạy lên nữa gạch nữa. Có con không? Anh Hữu suy nghĩ rồi có không? Dạ không biết. Không biết hả? Nghi vậy. Nghĩ là quan trọng là anh tự tin rồi giống anh không á. Dạ. Rồi, chết bớt rồi. Cái này gạch này đó ha. Rồi, chết bớt. Đâu lật cái bề kia lại coi. Chưa, chút nó mới lên. Lật bề kia lại giấu đi. Hỏi khui ra coi được không? Vậy mới biết ha. Nó chứ là sổ số đi. Bây giờ anh đang mong chờ như thế nào? Cầm cái này để xích lại nè, để gần lấy hai chồng. Hai chồng ngồi sát vô coi làm gì nữa hay không vậy? Kìa ngồi. Ngồi xích lại bả kìa. Ngồi xích nhìn thẳng vô cái cây đó đó. Hồi hộp không? Ngang hồi hộp không? Dạ, trông chờ. Giái đi. Bây giờ hỏi lại nè, nãy quan trọng là cái nước đó của anh hay của Nga? Của Nga. Chứ của anh không có lên nữa nha. Nóng mình hay gì vàng kè ha. Rồi bây giờ là chuẩn bị đi 1, 2, 3 lần thôi nha. 1, 2, 3. Thôi. Rồi. Chúc mừng may mắn lần sau. Chúc bạn may mắn lần sau nữa. Dạ. Bà vợ bà cười kìa. Rồi vậy là chiến tiếp được rồi đó. Chiến tiếp ha. Chúc đi. Đừng uống nha, Hát luôn rồi. Rồi đi ra đi, nè. Rửa tay đi. Rửa đi nè. Vậy là không có rồi chứ chị ơi. Tin vui chưa đến. Cái này thì nói chung cũng có dấu hiệu thôi. Vậy là toàn làm sập nhà được á. Rồi chiến đấu tiếp nha, hai chồng chiến đấu tiếp kiếm cô Tí nha. Cố gắng nha anh Hữu. Dạ. Rồi chúc bạn may mắn lần sau. Rồi còn em cũng hy vọng anh Hữu chuyến này gắng đổ máy cho thành công. Dạ. Rồi đi ra. Hai chồng may mắn lần sau nha. Dạ. Bây giờ đập máy tiếp đi. Dạ. Đập máy tiếp đi. Dạ. Canh ngày á. Dạ. Còn đập tiếp rồi chứ còn, không phải dừng rồi còn được đập tiếp chứ không thôi có khấn cái là gì phải dừng liền á. Hay cái tin cái bà vợ quá buồn liền ha. Anh Hữu cũng buồn đó nè. Quên nữa. Dạ. Mấy cái vụ mà một gạch chưa có này nè, anh buồn hay anh vui? Đúng rồi, nãy giờ hỏi coi chưa hỏi. Buồn phải có hai gạch vui rồi. Buồn phải không? Hai gạch là cách ly á. Có đâu thì mình cứ thì mình cứ đặt máy tiếp coi. Dạ dạ. Bây giờ bình thường ngày hai nháy thì mình lên ba nháy. Dạ. Anh Hữu cũng hy vọng lắm đó. Sắc mặt của anh Hữu bây giờ xuống rồi nha. Thôi rồi, cố gắng lên nha anh Hữu. Đừng buồn nữa nha. Không, bây giờ nè, cái này á. Cái này mai mốt nhớ phải kê gối nha. Phải kê gối. Kê ở chỗ có lưng á. Để ảnh nó đừng có tràn ra ngoài. Ngâm hả? Giống như gọng nha. Nhớ nha, phải kê gối nha. Dạ. Biết kê đâu không? Đâu. Kê ngay lưng á. Dạ. Để mà chỉnh lên chút xíu nữa. Nó sâu hơn để mà nó được không có chạy. Thôi cái kinh nghiệm của ông bà chỉ nè là khi mà mình nã pháo là mình ghim vô luôn. Dạ. Nó để trong đó khoảng 5 phút. Đó. Cho pháo nó lên đạn rồi xong mình mới đem ra. Dạ. Rồi. Rồi thôi chào giả. Chào giả đi nè. Chào. Nguyễn ơi. Chào hết tất mọi người. May mắn lần sau nha. Chúc may mắn lần sau. Thử lại. Tháng sau thử lại. Chúc mừng rồi ha. Tất cả mọi người. Dạ. Cái này anh Nguyễn chắc có thể là có đó. Có luôn. Có. Thôi cô chú anh chị mình hãy bấm có luôn. Cô chú anh chị mình hả? Có luôn hả? Em đi ngược thiếu đông rồi không đi. Bây giờ á là kêu bảo là thử này là thử thai thôi nha. Thử que thôi nha chứ không phải ứ giống nha. Lấy cây thọt vô da ông đừng lấy cái ông thọt vô nha. Đó. Thôi chúng ta hãy chờ đợi nha. Chờ đợi trong giây phút cái tin vui hay là sao? 5 phút lận đó. 5 phút lận đó không hết đâu. Chờ đợi. Nghe tè tè chưa? Nghe tè tè chưa? Nghe tè tè được đó. Xè xè nha. Ủa lại vì sao quay vô chứ vậy?
Nói chung là mấy anh em cũng hy vọng là chị Nga sẽ có tin vui để cho anh Hữu sẽ lên chức của chú anh chị, lên chức làm ba. Đó thì nói chung là hai vợ chồng rất là hạnh phúc trong cái cuộc đời của hai người thì cũng đã khổ rồi. Nhưng mà về nào á? Về sớm mơi giờ. Vợ bữa nay làm gì thấy yếu vậy? Nó thấy nó như nó hơi mà có thai vậy đó. Dạ rồi mới đi chợ mua cái que để đặng thử. Rồi bữa nay là tính thử rồi có bầu không ha? Dạ. Đâu cái que đâu? Thử cái này luôn hay gì? Dạ. Đâu lột qua coi. Lột qua thử luôn hay gì? Dạ. Thương vợ dữ trời. Thấy xanh xao hẳn gài nè. Dạ. Cũng nghi ngờ. Cái que đó ha? Dạ. Rồi trong đó là xé ra luôn hả? Biết thử không? Anh biết thử không? Anh biết thử không? Anh biết cách thử không? Chưa. Chưa hả? Chưa. Giờ đọc hướng dẫn sử dụng đi. Đọc không? Ở trong anh em thì ai biết không? Không biết mẹ xíu chữ không thấy đường nha. Xé ra nó còn nọ trong á. Đó nè, để đọc cho, đọc cái hướng dẫn sử dụng sơ sơ đi. Đồ có dạ. Kiều quá lấy cái ly nhỏ rồi gần chợ rồi. Ừ. Còn cái cốc trong nữa anh Hữu. Còn cốc trong á. Kiều tại chỗ á. Đó. Rồi, ừ, đúng rồi. Đúng rồi đó. Con cống đó. Nó tiểu vô đó đó, nửa chục thôi. Bà xã của anh á. Đừng xé trước, đừng xé trước. Dạ. Chết. Để tôi làm cho nó đầy ông ơi. Bây giờ nè, kêu bà tiểu vô cái đó đi, nửa ống đó thôi. Dạ. Chung thôi. Đầy quá đi nó lắc nó đổ. Rồi đem ra đây. Rồi đem ra đây. Thử trong kia luôn. Thử trong kia đem thử trong kia đem mấy cây ra thôi. Rồi cây ra thôi trong đi. Là cái đầu nào cắm vô biết không? À biết không? Giờ gỡ luôn đi, chỉ ra luôn gỡ luôn đi. Đầu nào ơi? Đây, bảy cái đầu màu trắng. Thôi coi cái này nè, cầm cái đầu. Đầu màu trắng đưa vô. Rồi trắng đưa vô. Biết nha, bớt luôn thử. Có chỉ cho, đem về đi, chỉ cho, chỉ bình thường à. Xé ra, bình thường. Trời ơi, rung như vậy. Hồi hộp. Đâu cái đó trong ẩm. Còn cây nữa. Cái đó trong ẩm. Rung rồi. Không có. Có, dạ. Đem lấy cho. Sao rung tay quá vậy anh? Không biết rồi đó. Có. Có không? Có chứ, nó nằm đây nè. Không có, còn sao ấy được. Đưa cái đầu này xuống này nha. Đưa lại nè em ơi. Nhúng cái đầu này xuống. Đưa vô đây nè. Nè chỉ cho, đưa đây, đưa cái lọ đây em chỉ cho nè. Nữa xong nước tiểu xong nhúng gì nè. Nhúng để đếm khoảng 10 giây. Dạ. Rồi hút lên. Dạ, nha. Để ngậm nó đi, con nó nổi gạch. Ngậm gì đi ha. Khoảng 10 giây, 15 giây đó cho nó hút nước lên. Gạch gì gạch. Rồi, trời ơi. Rồi. Rồi, có. Là vợ tiểu vô đó chứ không phải anh tiểu vô đó nha. Dạ, dạ. Đúng đây hai chấm vô đây ha. Tiểu hơn nửa chung thôi. Dạ. Nè, nếu mà nó hiện hai bạch thì chạy la làng lên nha. Dạ. Rồi sao không? Hai bạch là có bầu á. Dạ. Rồi đi. Dạ. Đi ha. Mà nè, lúc bà tiểu ông lấy ông tay ông hứng nha. Này hứng nè. Hứng nha. Dạ. Rồi để hai chồng đi nha. Hai chồng đi thử que coi. May mắn là sao? Ủa rồi. Dạ. Dạ. Hai chồng đi thử que. Rồi có rồi anh em đứng ở ngoài cho mượn cái mít lại đi. Đó. Đi đem mít chấm đi. Đi đi. Trong ngoài tắm này nè. Cái này dắt vợ đi thử que của mình để xem coi có tin vui hay không. Có bầu không? Thấy là vợ cũng xanh xao cũng ăn uống rồi mửa lên mửa xuống. Vợ ốm gì không nổi vậy. Cái này chắc có tin vui quá anh Hữu ơi. Có chứng hèm chua rồi chú chị đợi đi. Em bé nào? Rồi hai chồng cho tôi hết thử nha. Rồi dạ. Đi. Đứng ngay đợi. Có gì lạ làng lên nha. Có gì dạ. Nha. Mừng quá vậy nha. Dạ. Ơi, có con rồi nha. Dạ. Tôi vô cá lóc nha. Em cá lóc kìa em. Cá quá trời kìa, kìa cá kìa. Rồi. Cá kìa. Rồi đợi đi. Đó. Đây đứng lại. Rồi đóng cửa lại. Rồi đóng cửa lại. Đóng cửa lại.